Dạ vâng, em chào các bác nhé. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Điện thoại Dũng Kiên. Có địa chỉ tại số nhà 86 Cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Hôm nay em lại lên một con khủng long cho anh chị và các bạn nhé. Đó là chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max bản Mỹ, dung lượng 128GB. Con này thì quá xuất sắc luôn các bác nhé. Còn bảo hành đến ngày 23 tháng 4 năm 2022. Vâng, bảo hành rất là xa luôn. Pin thì 100% mới sạc 32 lần. Bản Mỹ các bác nhé. Hàng này thì cũng khỏi phải nói luôn. Hàng này thì em cũng không cần phải tháo máy kiểm tra, cũng không cần dán tem các bác nhé. Này cứ nhúng nước thoải mái luôn. Hàng này thì nó còn mới này, cũng không phải kiểm tra về bên trong, bởi vì nó còn nguyên áp mà. Em quay cho các bác xem. Rất ok luôn. Pin con này khỏi phải nói luôn. Đấy, nó đang là siêu phẩm của iPhone. Đời cao nhất của iPhone nhé. Chưa ra 13 các bác nhé. Đấy. Con này em bán khuyến mại chỉ 25 triệu đồng các bác nhé. Rất ok. Bác nào ưng thì nhanh tay đặt cọc cho em nhé. Số điện thoại của em là em chỉ dùng hai số chính thôi nhé, 0978 336 559 và 0971 336 559. Bác nào ưng thì kết nối cho em nhé, kết nối qua Zalo nhé, em chỉ dùng Zalo thôi, Zalo nó không bị hack các bác nhé, đảm bảo tuyệt đối luôn, đảm bảo tuyệt đối luôn nhé. Các bác nào ở gần thì qua nhà em xem trực tiếp nhé. Gần thì chỉ ở trong địa chỉ tỉnh Hải Dương thôi, còn ngoại tỉnh bây giờ là không vào được Hải Dương nhé. Bên em rất thắt chặt nhưng vì dịch bệnh nó đang tăng cao. Đấy. Không thắt chặt mà toang như ấy thì chết. Bên em thắt chặt luôn. Đấy. Bác nào gần thì có thể qua xem. Nói chung là cây này cũng chả có gì để mà xem vì nó là hàng xuất sắc luôn. Đấy, các bác ở xa thì đặt gạch cho em nhé. Cọc cho em ít tiền còn đâu nhận được hàng, kiểm tra hàng nhé. Cho đơn vị giao hàng nhé. Rất ok luôn. Hàng này thì quá xuất sắc luôn nhé. Nhanh tay đặt gạch các bác nhé. Rất ok luôn nhé. Xuất sắc không? Sắc từng nóc nhé, em cho gần như các bác nhé, một hạt sạn không có nhé. Đó. Con này đẹp quá, em không có gì để diễn tả luôn, em chỉ quay cho các bác ngắm thôi. Nói bác nào ưng thì đặt cả cho em thôi, chứ không có gì diễn tả con này cả. Không có gì để bàn tán, tranh cãi làm gì. Hàng này rất ok nhé. Em xin được tạm dừng video tại đây. Bác nào ưng ý thì alo trực tiếp cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.